Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với những công thức mà bổ sung. Rồi, bây giờ thầy chúng ta lắng nghe ha. Nào bây giờ thầy không có hỏi hiểu hay không hiểu nữa. Bạn nào hiểu thì ok, bạn nào không hiểu thì phải hỏi, không hỏi thì ráng chịu. Tuần sau kiểm tra 15 phút ha. Rồi, chúng ta tiếp tục với bài này. Tan x cộng tan của x cộng pi chia 4 bằng 1. Tiếp theo. Sin mũ 4x cộng cos mũ 4x cộng 3 lần sin x cos x bằng 1. Lần sin bình x cộng 1 phần sin bình x cộng 4 sin x cộng 1 phần sin x. Tụi con thấy màn hình không? Alo? Cả lớp thấy Thấy nè. thầy ơi. Ok ha. Rồi thầy biết chúng ta ba bài rồi, bây giờ thầy giải nha. Chúng ta chép bài vào nhanh đây nè. Chép bài 1 phút vào ba bài đi nha. Đây là bài A, đây là bài B, bài C. Con sẽ thấy là tan x cộng cho tan x cộng tan pi chia 4 chia cho 1 trừ cho tan x nhân cho tan pi chia 4. Đây là công thức cộng của chữ tan. Nhưng mà chúng ta bấm máy tính ra tan pi chia 4 là bằng 1 nha các bạn. À, thầy sửa cho nhanh luôn. Tan pi chia 4 là bằng 1. Chỗ này tan pi chia 4 là 1 giữ nguyên. Như vậy mình thực hiện phép toán quy đồng là quy đồng lên là tan x trừ tan nhân tan là tan bình, chúng ta bỏ mẫu luôn nha, cộng cho tan x cộng cho 1, bên này quy đồng lên là 1 trừ cho tan x. À, như vậy chúng ta thấy có một điều gì, 1 chứ 1 rút gọn và trừ tan x chuyển qua này là cộng tan x. Như vậy thầy có được kết quả toàn bộ là tan bình x, thầy chuyển vế qua bên phía phải nha, trừ cho 3 tan x bằng 0. Như vậy thầy rút gọn bằng cách là đặt nhân tử chung tan x ra ngoài. Tôi còn bấm tính cũng được nha. Tan x trừ 3. Như vậy thầy có hai nghiệm là tan x bằng 0 và tan x bằng 3. Như vậy cái này chúng ta tự xử lý bằng công thức cơ bản của chữ tan. Đó là bài thứ nhất. Rồi, chúng ta vừa nghe vừa chép bài ha. Tiếp tục qua bài B. Bài B thì chúng ta có một cái gì để chúng ta cần học ở chỗ là gì? Đó là sin mũ 4x cộng cos mũ 4x. Thì chúng ta nhớ cho thầy công thức này hồi năm lớp 10. Và nếu bạn nào mà học được phần nâng cao thầy cô trong lớp dạy tụi con á thì nó sẽ đơn giản. Còn ai mà không học nâng cao thì học thuộc cho thầy đi. Là bằng 1 trừ 2 lần sin bình x nhân cos bình x. À, do đó chúng ta đã có được cái gì? Toàn bộ sin mũ 4x cộng cos mũ 4x chúng ta thay thế toàn bộ bằng 1 trừ cho 2 lần sin bình x nhân cos bình x. Như vậy thầy rút gọn ra được là bằng 1 dưới 1, thầy thay này bằng này luôn nha. Đó, như vậy 1 dưới 1 này mất này. Như vậy thầy được kết quả là gì nè? Quả là gì? Đó là 3 sin x cos x trừ 2. À, và cái này thầy coi nó như là một cái cơ số sin x cos x tất cả bình. Bởi vì sin bình cos bình mình học là gì? A bình B bình cũng là A nhân B tất cả bình. Như vậy thầy rút gọn được như thế và nó bằng 0. Và mình coi nó giống như một ẩn phụ là T bằng sin x cos x. Vậy mình có được một phương trình là 3T trừ 2T bình bằng 0. Như vậy chúng ta giải ra được một nghiệm T bằng 0 và một nghiệm T bằng 3 phần 2. Cả lớp ok ha. Một nghiệm T bằng 0 và một nghiệm T bằng bằng 3 phần 2. Tụi con tự bấm máy tính giùm thầy ha. Như vậy ứng với nghiệm T bằng 0 thì tụi con thấy nè, ứng với nghiệm T bằng 0 sin x nhân cos x bằng 0 và sin x nhân cos x bằng 3 phần 2. Bạn nào mà nhạy bén một chút xíu thì chúng ta có thêm công thức nhân đôi cho chữ sin mà chúng ta đã học rồi. Thầy đã dạy công thức cho chúng ta rất kỹ ha. Sin 2x thì bằng 2 lần sin x cos x. Suy ra sin x cos x thì bằng sin 2x chia 2
Như vậy để làm cho nó gọn gàng, chỗ này thì biến đổi luôn là sin 2x chia 2 bằng 0 và sin 2x chia 2 bằng 3 phần 2. Và các bạn lưu ý, đối với cái phương trình trên, các bạn có thể giải theo cách của thầy, hoặc chúng ta chia thành phương trình tích a nhân b bằng 0 thì hoặc a bằng 0 hoặc b bằng 0 cũng được hết. Nhưng mà thầy thích làm kiểu này hơn, tại vì nó ra một phương trình thôi, còn cái kia giải hai phương trình mất thời gian lắm. Và thầy có sin 2x thì bằng 3, tự rút gọn cho con số 2 với mẫu luôn cả lớp ơi, đúng không nè, tự rút gọn số 2 với mẫu luôn. Vậy thầy có sin 2x bằng 3, bấm máy tính bắt error, phương trình này vô nghiệm. Và thầy còn cái phương trình trên rút gọn cho số 2 thì sin 2x cũng bằng 0, và thầy giải ra được 2x bằng kpi và rút gọn ra x bằng kpi chia 2. Rồi, đây là kết quả của bài này. Nó hơi phức tạp một chút xíu ở chỗ vận dụng công thức một cách linh hoạt và một số công thức biến đổi bổ sung của lớp 10 mà chúng ta phải vận dụng và học bài. Như vậy hôm nay thầy muốn giới thiệu cho cả lớp với một công thức mới, đó là công thức sin mũ 4. Mới là đối với những bạn nào chưa biết, còn cũ đối với những bạn nào đã biết rồi. Nhưng mà chúng ta có là sin mũ 4x cộng cos mũ 4x bằng 1 trừ 2 lần sin bình cos bình. Rồi, chúng ta dành 2 phút để chép bài hai câu này vào giùm thầy ha. Rồi mình qua câu tiếp theo. Bắt đầu bây giờ thầy dạy hơi nâng cao một chút xíu nha. Các bạn phải cố gắng tập trung về nhà học bài. Ai cảm thấy không hiểu thì hỏi, ai cảm thấy hiểu rồi thì chúng ta tiếp tục phát huy với kiến thức chúng ta đã tích lũy. Rồi, các bạn chép bài vào thầy ha. Lê Vũ Hoàng Nam hỏi thầy bài này ha, Hoàng Nam. Đúng không Hoàng Nam? Đúng rồi, hai Rồi, chúng ta bình đặt phương lên. t là sin x cộng 1 phần sin x và chúng ta bình phương hai vế lên. Là hàng đẳng thức ở bên vế phải khi bình phương chính là a cộng b tất cả bình, và mình khai triển hàng đẳng thức ra là a bình cộng cho b bình là 1 phần sin bình cộng cho 2 lần ab. 2 lần ab của mình khi rút gọn thì mất đi sin x, phải còn là con số 2 thôi. Như vậy thầy nhắc lại một chút xíu ở kiến thức ngoài lề. Chúng ta nhớ là thầy a cộng 1 phần a tất cả bình. Giống như bài toán lớp 10 chúng ta khi đánh giá và báo đẳng thức á, tụi con nhớ không nè, a cộng 1 phần a khi khai triển hàng đẳng thức nên là a bình cộng 1 phần a bình cộng 2 lần ab là cộng 2. Cái này là công thức bổ sung kỹ năng cho tụi con đánh giá xử lý kết quả và cho các bạn cùng tham khảo. Như vậy thầy chuyển vế qua là t bình trừ 2 chính là bằng sin bình x. Alo, tụi con thấy chưa ạ? Thấy 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 thì xem màn hình trên nó Dạ. lắc. Thấy chưa con? Thấy Rồi, sin bình x cộng 1 phần sin bình x. Như vậy thầy có toàn bộ theo biến t đặt ẩn phụ, có nghĩa là toàn bộ rút theo biến t là 4t bình trừ 2 là nguyên cái sin bình cộng 1 phần sin bình và cộng cho 4 cái này đặt là t và trừ 7, và thầy nhân phân phối thầy rút gọn là 4t bình trừ cộng 4t trừ 8 trừ 7 là trừ 15, và chúng ta bấm máy tính giùm thầy ha. Tức là tổng là bằng trừ 1 mà tích bằng trừ 15 phần 4, như vậy nó sẽ ra 3 phần 2 trừ 5 phần 2. Đúng các bạn? Thầy nhẩm đúng không? Phải ra một nghiệm là bằng 3 phần 2 với trừ 5 phần 2 không? Bấm cho thầy coi cái Đúng biển rồi. đúng không ha, đúng à, thầy nhắm mà thầy nhắm đại nữa mà ra chính xác luôn, mừng quá. Rồi như vậy thầy có được cái hai phương trình của mình ra. Nó hơi phức tạp một chút xíu, đây là những bài nâng cao mà, những bài khó nên chúng ta phải cố gắng thôi. Rồi, những bài cơ bản cho chúng ta thời gian ở nhà học để hiểu bài. Bây giờ mình áp dụng nâng cao thêm, cái học hoài cơ bản chán lắm. Rồi, chúng ta quy đồng ra kết quả một phương trình bậc 2 hoàn toàn theo chữ sin. Quy đồng mẫu chung là ở phương trình trên á, là thầy được là 2 sin. 2 sin thì thằng này thiếu 2 sin là 2 sin bình. Thằng này thiếu chữ sin chỉ mới qua là trừ 3 sin. Trừ 3 sin. Còn thằng này thiếu con số 2 cộng 2 bằng 0. Ok. Thằng bên này thì lại quy đồng lên ra số 2 sin bình x. Còn thằng kia quy đồng lên thiếu con cộng, chuyển qua là cộng 5 sin.
Thằng này thiếu con số 2. Ô, hai phương trình này nghiệm vô cùng đẹp luôn. Coi thử thầy nhẩm đúng không nha. Phương trình trên, phương trình trên là hình như là vô nghiệm hay sao á, đúng không mấy đứa? Phương trình trên là vô nghiệm. Phương trình dưới thì có hai nghiệm, một nghiệm là trừ 2, một nghiệm là bằng trừ 1 phần 2. Đúng không tụi con? Bấm giùm thầy phải đúng không? 2 trừ 3, 2 phải vô nghiệm không? Còn ở dưới là 2 trừ 2 với trừ 1 phần 2 đúng không? Dạ đúng Rồi, như vậy ở trên là mắc error, trừ 2 là vô nghiệm. Ở dưới bấm shift sin của trừ bi chia 6. Ở đây trừ bi chia 6, vậy nghiệm của thầy là x bằng trừ bi chia 6 cộng k 2 pi, và x bằng bi trừ trừ bi chia 6 là 7 bi chia 6 cộng k 2 pi. Mấy cái này đủ kiểm soát cho tụi con bấm tính được ha. Rồi, chép bài vào. Rồi, như vậy thầy cho chúng ta như vậy chúng ta lưu ý như sau những điều thầy nhắc nhở nè. Nhưng mà chúng ta thấy bốn bài phương trình này nó đều có một cái đặc thù ở chỗ là gì? Về mối quan hệ về góc thì nó khác góc. Nhưng mà đầu tiên chúng ta thấy khác góc. Nó khác góc. Nhưng mà cái góc của nó khác luôn luôn rất là đặc biệt ở chỗ là gấp đôi. Gấp đôi. Các góc của nó đều là gấp đôi. 2x này. X này. 4x này. 2x này. 2x này. X này. X này. 2x này. Như vậy đề bài luôn thể hiện sự quan hệ gấp đôi của bề góc. Còn hàm thì nó chỉ có hai hàm thôi, cos với cos hoặc là cos với sin. Như vậy chúng ta thấy có sự linh hoạt thay đổi hàm cos sin, sin cos hoặc là cos cos. Vậy chúng ta sẽ coi thử những công thức nào mà ứng dụng với mục đích là chúng ta sẽ sử dụng công thức lượng giác biến đổi làm sao nó về đúng cái dạng chuẩn ban đầu của phương trình bậc 2 mà cùng hàm cùng góc, mà chúng ta chỉ cần đặt ống phụ chữ T và bấm máy tính ra kết quả. Như vậy chúng ta sẽ thấy ở bài 1 và bài 2 có đặc thù giống nhau, bài 3 và bài 4 có đặc thù giống nhau. Bài 1 và bài 2 giống nhau cái gì? Bài 1 và bài 2 giống nhau ở chỗ là gì? Đó là toàn bộ trong bài tập của chúng ta đối với chữ cos và đối với hàm sin hoặc là cos với cos thì luôn luôn mang dấu là mũ 1, luôn luôn là mang bậc là bậc 1. Như vậy tụi con thấy nếu mà tất cả đều là bậc 1 thì mình sẽ biến đổi góc lớn bằng công thức nhân đôi. Mình biến đổi góc lớn bằng công thức nhân đôi, bởi vì công thức nhân đôi là công thức nó sẽ làm góc giảm xuống 2 lần. Khi mà góc giảm xuống 2 lần thì nó sẽ cùng góc với cái hàm còn lại, thì nó sẽ cùng góc với cái hàm còn lại. Vậy chúng ta để ý với bài số 1, cos 2x của chúng ta phải dùng biến đổi công thức nhân đôi về chữ sin, bởi vì mình đang muốn về phương trình chữ sin thì mình biến đổi bằng công thức, vì mình học công thức như sau. Cos 2x thì bằng 1 trừ 2 lần sin mình. X góc giảm xuống 2 lần, bậc tăng lên 2 lần. Như vậy chúng ta có kết quả 4 1 trừ 2 lần sin bình x chuyển vế qua trừ 5 sin x trừ 1 bằng 0. Và mình đã hoàn toàn biến đổi về một phương trình lượng giác chỉ theo một biến duy nhất, đó là biến sin. Như vậy chúng ta sẽ có kết quả bằng cách nhân phân phối và rút gọn trừ 8 sin bình x trừ 5 sin x, 4 trừ 3 là cộng, 4 trừ 1 là 3. Và mình thực hiện quá trình bấm máy tính cơ bản ra một nghiệm bằng trừ 1 và một nghiệm bằng 3 phần 8. Như vậy chúng ta thấy một nghiệm bằng trừ 1, nghiệm bằng 3 phần 8. Đối với trừ 1 thì thầy có nghiệm đẹp là bằng trừ bi chia 2 cộng k2pi. Và đối với nghiệm bằng 3 phần 8 là nghiệm xấu. Để tiết kiệm thời gian thì ghi là sin alpha đi. Nên x sẽ bằng alpha cộng k2pi và x sẽ bằng b trừ alpha cộng k2b. Và tiếp tục sự phát triển công thức ở đó thì chúng ta thấy được là ở bên bài số 2 thì chữ cos 4x và cos 2x cũng thể hiện mối quan hệ góc gấp đôi, nhưng mà cos 4x là góc lớn thể hiện là mũ 1, và chúng ta tiếp tục là sử dụng công thức biến đổi công thức nhân đôi cos 4x về cos 2x. Do đó chúng ta sẽ sử dụng công thức biến đổi đó là gì? Cos 2x bằng 2 cos bình x trừ 1, và phát triển cao hơn nữa là fx. Cos của 2fx thì bằng 2 lần cos bình fx. Do đó có nghĩa là cos của 4x thì bằng 2 lần cos bình trừ 1. Cái form của chúng ta là như vậy. Và cái góc chúng ta giảm một nửa, 4 mà giảm một nửa là 2.
và cộng với những cái còn lại là cos 2x cộng 1. Như vậy chúng ta đã có hoàn toàn một phương trình biến đổi theo chữ cos 2x, và chúng ta sẽ có cos bình 2x 2 lần cộng cho cos 2x bằng 0. Vì trừ 1 chứ 1 rút gọn và mình bấm máy tính ra hai nghiệm đặc biệt, một nghiệm bằng 0 và một nghiệm bằng trừ 1 phần 2. Với nghiệm 0 thì chúng ta ra kết quả là 2x theo công thức đặc biệt là pi chia 2 cộng kb, và với nghiệm bằng trừ 1 phần 2 chúng ta bấm shift code ra là code của 2pi chia 3. Như vậy 2x của chúng ta ra cộng trừ 2pi chia 3 cộng k2pi, và chúng ta thực hiện phép toán chia cho 2 để ra kết quả chữ x là pi chia 4 cộng kb chia 2, và x sẽ bằng cộng trừ pi chia 3 cộng với kb. Rồi, đó là kết quả của bài số 2. Như vậy, đối với bài 1 và bài 2, thầy tổng kết rằng cho chúng ta phương pháp áp dụng cho bài 1, bài 2 chính là chúng ta sử dụng công thức biến đổi nhân đôi cho chữ cos làm chủ đạo. Chữ cos thôi, biến đổi nhân đôi cho chữ cos. Một là hướng về chữ sin, hai là hướng về chữ cos. Nếu chúng ta lưu ý phụ thuộc theo cái việc mà biến đổi theo chữ gì là phụ thuộc theo cái chữ đứng trước góc nhỏ. Như vậy khi chúng ta đọc đề chúng ta sẽ phân biệt góc lớn phải mang mũ 1, góc nhỏ cũng mang mũ 1 hoặc mũ 2 tùy, nhưng mà quan trọng nhất là góc nhỏ và góc lớn phải bắt buộc là mang mũ 1. Góc lớn bắt buộc phải mang mũ 1 thì chúng ta mới biến đổi về công thức nhân đôi. Và nếu mà cái góc nhỏ chúng ta mang chữ sin thì chúng ta sẽ chuyển về công thức 1 trừ 2 lần sin bình. Còn nếu góc nhỏ chúng ta mang chữ cos thì chúng ta chuyển về công thức 2 cos bình trừ 1. Đó là công thức cho bài 1 và bài 2. Đó là dạng biến đổi bằng công thức nhân đôi cho chữ cos. Rồi, chúng ta chép bài 1, bài 2 và lắng nghe những gì thầy đã nói qua để chúng ta ghi nhớ và thực hiện lại những kinh nghiệm của mình cho mình hiểu bài hơn. Rồi, chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ biến đổi 3 nhân 1 trừ cos 2x chia 2 bằng 2. Rồi sau đó chúng ta quy đồng lên 4 cos bình 2x cộng. Rồi chúng ta rút gọn 3 trừ cho 3 cos 2x chuyển với qua là trừ 4 bằng 0. Rồi rút gọn là 4 lần cos bình 2x trừ 3 lần cos 2x trừ 1 bằng 0. Rồi chúng ta tự giải bài này rất là dễ, thầy không giải nó nha, mất thời gian. Cos 2x bằng 1 bằng bằng 1 với bằng trừ 1 phần 4 dưới đang, đúng không đang? Đúng rồi thầy. Ok, còn một nghiệm đẹp và một nghiệm là ạt nha. Bài tiếp theo thầy làm luôn nha. Bài tiếp theo thì thầy hạ bậc 2 cos bình x thì bằng 1 cộng cos 2x, tại vì rút gọn số 2 luôn đó mấy đứa. Cộng cho cos bình 2x trừ 3 bằng 0. Như vậy thầy rút gọn ra là cos bình 2x cộng cos 2x trừ 2 bằng 0. Như vậy rút gọn ra được một nghiệm rất là đẹp, đó là cos 2x bằng 1 và cos 2x bằng trừ 2 là vô nghiệm rồi. Rồi ở trên bấm là nghiệm đẹp là x bằng k2pi chia 2 là kb. Rồi, tụi con rút gọn giùm thầy nha. Đó là hai bài. Như vậy, đối với những bài này thì dấu hiệu làm gì để chúng ta biết được điều đó? Đó là chính là hai cái đều có cùng mũ 2, đều có cùng mũ 2 thì mình sẽ hạ bậc thằng góc nhỏ. Hai đứa đều có cùng mũ 2 thì mình sẽ hạ bậc thằng góc nhỏ. Mình sẽ hạ bậc thằng góc nhỏ. Rồi, bây giờ thầy sẽ cho chúng ta kiểm tra tại chỗ luôn ha. Kiểm tra tại chỗ. Kiểm tra tại chỗ lấy điểm cả lớp luôn ha. Làm xong trong vòng 10 phút nộp bài cho thầy. Nộp bài qua Messenger cho thầy. Ai có bài thì có điểm, còn ai không có bài thì không điểm trong vòng 10 phút ha. Con xin cái đề bài 4. À, xin cái đề bài 4. Tuần sau thứ sáu mình kiểm tra 15 phút nha. Xong chưa con? Rồi, bây giờ mình làm bài kiểm tra nóng tại chỗ nha. Kiểm tra nóng tại chỗ lấy điểm.
Rồi, trước khi kiểm tra nóng tại chỗ, thầy nhắc lại một lần nữa cho chúng ta như sau. Đó là lúc nào chúng ta dùng công thức nhân đôi, lúc nào chúng ta dùng công thức hạ bậc. Chúng ta dùng công thức nhân đôi khi cái thằng gốc gấp đôi, thằng gốc lớn á, nó mang mũ 1. Còn nếu chúng ta dùng công thức hạ bậc á, khi mà cái thằng gốc lớn của chúng ta đó nó mang mũ 2 thì thằng gốc nhỏ cũng mang mũ 2, nhưng mà chúng ta sẽ hạ bậc thằng gốc nhỏ. Còn thằng nhân đôi thì mình nhân đôi tách ra theo thằng gốc nhỏ là theo sin hay theo cos tùy theo bài. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập tổng hợp. Rồi, cả lớp xong hết chưa nè? Sẵn sàng hết chưa nè? Alo. Dạ được thầy. Rồi, các bạn khác thì sao? Bài này là trong vòng 10 phút thôi, các bạn khác thì sao? Rồi, tất cả bật camera hết cho thầy ha. Tất cả phải bật camera hết cho thầy. Rồi, ok thưa cô. Rồi, xin mời tất cả các bạn bật camera hết cho thầy ha. Ủa, còn các bạn khác sao thầy thấy chưa bật camera ta? Khoa nay khỏe chưa Khoa? Ba ba mẹ làm sao rồi? Ba mẹ con cũng bình thường, nhà con bị nhẹ à. À, như khi nào cũng gì à? Chắc tuần 2 tuần đó thầy, chắc tầm 10 ngày. Ủa sao lúc mình thầy kêu mở camera mà sao mới có mấy bạn mở, thấy có mấy bạn mở ta? Làm sao coi hết các bạn mở camera ta? Phải không? Tụi con coi giùm thầy coi. Mở camera mới có mấy bạn à, thấy là có Khánh Đan nè, có Phương Thảo nè, có Duy Nam, Đăng Khuê, Minh Triết, Đông Quân, rồi Lan Anh với Anh Khoa với Diệu Anh nè. Còn mấy bạn khác đâu? Các bạn khác có nghe thầy nói không vậy? Mỗi bạn mở camera được 2 điểm ha, được 2 điểm trước nha. Sao thấy nó không hiện ra, giờ mở là giờ làm sao cho nó hiện ra? À, thầy thấy có Ngọc Huyền nè, có Duy Nam nè. Thầy có nhiều bộ sưu tập lớn á thầy, nó hiện đó Chỗ thầy. nào bộ sưu tập chỗ nào thầy không rành nữa, chỗ nào vậy Khánh Đan? Chỗ ba chấm thầy, À, ba bấm vô chấm. ba chấm. Rồi bấm vào chỗ bộ sưu tập lớn hả? Rồi, ok. Thầy Rồi, nó hết tiếng rồi thầy. sao con? À, hết tiết thì mình nghỉ giải lao trong 10 phút mà làm bài tập, hay là muốn tiết sau làm, hay cho tụi con ôn bài á? Rồi, giờ hết tiết rồi đó, còn 10 phút cho cả lớp mình ôn bài á. Rồi, cả lớp mình ôn bài, ôn kỹ cho thầy 4 bài hồi nãy. Rồi thầy sẽ cho một bài tổng hợp nha. Rồi, cho 10 phút suy nghĩ đó. Ai muốn giải lao giải lao, ăn uống gì ăn uống đi. Miễn làm sao lát làm bài tốt là được. Sao là thấy trên màn hình có mấy bạn người ta không đủ hết ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mới 20 bạn. Còn thầy nhớ cộng điểm cho thầy. Ừ, thầy cộng điểm cho mỗi bạn được 2 điểm ha. Còn 8 điểm ráng làm ha, làm sai thì 2 điểm, làm đúng thì 10 Thầy điểm ơi. ha. Thầy ơi. Bạn nào nói chuyện với thầy vậy? Bạn Đông Quân hả? Còn Thầy thầy con làm làm bài bài xong xong cho cho đi đi test test Covid rồi. Ừ, con là ai? Mấy đứa nói chuyện với thầy, mấy đứa xưng hô giùm thầy, giờ thầy Đông trong. Quân. À, thầy không nhớ tên tụi con nữa. Thấy gặp mặt đâu nhớ tên.
con có điểm mà bị làm sai có bị trừ không thầy? À, con có điểm thì điểm đó để đó, còn sau này điểm của con, điểm kiểm tra này cộng lại chia đôi, hiểu không? Ví dụ như cô được 10 điểm mà kiểm tra giờ cô được 2 điểm đi, cộng lại chia đôi được 6 điểm. Để là coi là coi mặt từng đứa thầy không nhớ mặt luôn. Để là coi bạn làm sao coi hết mấy đứa, thầy lên hiện lên màn hình có mấy đứa à, làm sao có thể mà nó không có nút tiếp theo nha, nó có nút tiếp theo thì thầy bấm tiếp tục thầy coi được nha, mà đang không có nút tiếp theo. Thấy mặt như Bình nè, Khánh Duy nè, Hoàng Thi Văn nè, Thi Văn ơi, Thi Văn đưa mặt lên thầy coi, Thi Văn núp núp mặt xuống vậy. Rồi, Thi Văn, Cù Phượng Hoàng, Duy Nam, Kim Dung làm gì mà e thẹn với Kim Dung? Gia Huy, rồi Diệu Anh, Thúy An, Đông Quân, Vũ Hoàng Nam, Uyên Nhi. Dạ thầy. Uyên Nhi làm gì Uyên Nhi? Dạ con chỉ bài cho Lan Anh. Chỉ bài cho ai? Dạ cho Lan Anh. Lan Anh hả? Tội nghiệp với ạ. Thôi. Ở mà hai tụi con nói chuyện nhau xíu thầy. Mới đây vô làm quen bạn hết ha. Mấy đứa làm quen hết chưa? Thầy thấy lớp mình có một điều nha, đặc thù là thấy lớp mình lớp 10 năm ngoái chủ yếu là lớp lớp 12 năm nhiều lắm nè. Lớp 12 năm quá trời nhiều luôn. Năm ngoái lớp mình là lớp 12 năm nhiều quá trời quá đó. Rồi với lớp 10A 12. 10A 12 là ai chủ nhiệm ta? Hồi năm ngoái ai chủ nhiệm 10A 12? Cô Tuyền hả? Phải cô Tuyền tiếng Anh không? Bạn nào học 10A 12? Bảo Kim đang nói học lớp mấy à? Bảo Kim. Bảo Kim. Bảo Kim ơi, thầy không nghe Bảo Kim nói vậy là. Kim em ấy Bảo Kim. Các bạn ơi, các bạn mở cam lên hết cho thầy coi nè, thầy đang kiểm kiểm tra nè, có một số bạn chưa có vô lớp nè. Thầy thấy có một số bạn chưa chưa mở cam nè. Tại vì vô chế độ cùng nhau thì nó sẽ thấy toàn bộ tụi con mở cam. Ai 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 chỉnh cái lớp học thì dễ thương vậy, ai chỉnh ngồi trong trong cái buồng lá máy bay vậy? Con chỉnh Con chỉnh nè. À? Mình vô chỗ này mình chỉnh gì Khai Khánh Đan? dạ tự nhiên con ấn như chế độ tập trung cái tiện nó có mấy cái nó có cái chỗ mà thay đổi cảnh đó thầy, Thay đổi cảnh là thấy chỗ nào xong thầy? cái con ấn buồn lá Thay đổi cảnh là chỗ nào? Chỗ nào con? dạ ở ngay cái chỗ màn hình để thầy nhìn luôn á thầy, Màn hình. nó có cái chỗ này con đổi cho thầy coi ra ngoài khung cảnh cho nó thoải mái nè thầy. Nhưng mà nó ghê quá. Bây giờ mở, ý là mình mở vô chế độ cùng nhau, mình chọn chỗ nào hay là áp áp dụng hiệu ứng nền hình nền.
con cũng biết chỉ thầy sao, nhưng mà tiện bên chỗ con nó có cái chữ mà thay đổi cảnh, thấy con bấm vô nó thay đổi quá trời luôn. Rồi, còn 3 phút nữa nha, chuẩn bị làm bài nha. Ai thay nè, ai thay đổi nữa nè. Hình như là chỉ cần bấm nhấp nhấp chuột cái đã đổi sao á. Thì biết rồi, có trong thay đổi cảnh nè, rồi rồi biết rồi. Đây đây, ở trên màn hình nó có thay đổi cảnh. Để thầy chọn cái cảnh đẹp. Đây, chúng ta sẽ ngồi dự thân sau hoạt động Olympic. Đây. Đây là giảng đường đại học. Mà mới có mấy đứa mở mở cam mà. Chỗ này không thấy rõ. Rồi, còn có 40 bạn à, nãy giờ đi đâu hết rồi nè. Rồi, bắt đầu chúng ta làm bài nha. Viết cái đề. Rồi, 10 phút bắt đầu. Nạp bài qua Messenger cho thầy. Nhớ ghi trên bài của mình tên của mình nha. Rồi, 10 phút bắt đầu bây giờ là 10 giờ 45, 10 giờ 55 thầy đúng 10 giờ 55 tất cả các tin nhắn thầy gửi qua cho thầy. Ai mà tin nhắn gửi sau 10 giờ 55 thì thầy sẽ trừ cứ 1 phút trừ 1 điểm. Rồi, bắt đầu. Tất cả đã nhận đề một cách rõ ràng, thấy chữ rõ ràng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thấy bài này phân tích như sau. Nó có góc là gấp đôi, góc của mình là gấp đôi, nhưng mà bài này xuất hiện hai góc lận, và cái góc gấp đôi của mình hiện tại nó mang mũ 2. Nó mang mũ 2, cho đó chúng ta phải dùng công thức hạ bậc chứ không dùng công thức nhân đôi. Như vậy hạ bậc là hạ bậc thằng nhỏ, như vậy thì hạ bậc 6 còn 3 vì chia 2, 1 trừ cos 2x đã xong.
Như vậy lập tức chúng ta lại thấy toàn bộ phải theo chữ cos 2x nhưng mà ban đầu vẫn còn mang chữ sin. Vậy bài này kết hợp hai công thức biến đổi về 1 trừ cos bình. Rồi, chúng ta đã kết thúc bài toán ở đây bằng cách rút gọn là xong. Trừ 4 cos bình. Trừ 3 là trừ 6 cos 2x. 4, 7, trừ 9 là trừ 2. Như vậy mình bấm máy tính ra hai nghiệm cực đẹp. Một nghiệm bằng trừ 1 và một nghiệm bằng trừ 1 phần 2. Trừ 1, trừ 1 phần 2, bấm cos của 2 bị chia 3. Vậy trừ 1 thì có kết quả nghiệm đẹp, chia 2, x sẽ bằng pi cộng k2pi là pi chia 2 cộng kpi. Còn nghiệm kia là x sẽ bằng cộng trừ pi chia 3 cộng kpi. Ok. Rồi, đó là kết quả của bài chúng ta ngày hôm nay, là bài kiểm tra đầu tiên. Và bài này là bài demo để thầy cho coi thử cái ý thức tự giác và làm bài tụi con tới đâu ha. Bài này là thầy chấm là chấm ý thức, thế thầy không chấm kết quả. Ai nộp trước 10 giờ 55 sẽ được điểm 10. Ai nộp sau 10 giờ 55 cứ 2 phút trừ 2 điểm. Bài này thầy chấm bài làm chứ thầy không chấm kết quả. Rồi. Bài này bài demo ha, demo để coi thử ý thức tụi con tới đâu ha. Thầy đánh giá điểm trên ý thức trước đã. Rồi sau này thầy đánh giá điểm trên thực lực sau. Ai nộp bài trước 10 giờ 55 ha thì sẽ được 10 điểm. Ai nộp bài sau 10 giờ 55 thì cứ 2 phút trừ 1, cứ 2 phút là trừ 2 điểm. Cứ 2 phút là trừ cứ 1 cứ 2 phút là trừ 1 điểm. Rồi. Rồi, tất cả các bạn đã hiểu bài này chưa? Cả lớp. Dạ hiểu rồi thầy. Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bài lấy điểm chính thức ha. Đây là làm bài mà làm bài tranh nhau lấy điểm chứ không phải là làm bài kiểm tra. Ai làm đúng thì nộp bài cho thầy qua Messenger và sẽ lấy điểm. Được chưa nè? Rồi, bây giờ thầy sẽ cho đề. Đây là bài tập nâng cao ha. Để thầy lấy cái bài mấy cái đề năm ngoái nha. Nên cái bài năm ngoái dễ quá. Rồi đề khác đi. Rồi, bài tập này. Rồi, ai làm xong bài này nộp. Như vậy nếu mà bài này lớp mình mà bạn mà được 10 điểm mà bằng tinh thần đó là bạn Phạm Văn Tú. Phạm Văn Tú nộp bài lúc 10 giờ 53. Còn tất cả các bạn còn lại đa số nộp bài sau giờ 10 giờ 55. Kể cả bạn Đông Quân thầy cũng tính điểm của bạn là lúc 10 11 giờ 03. Cứ trừ điểm ra ha. Ủa con nộp sát giờ luôn hả thầy? Được, đúng 10 giờ năm thì con cứ 2 phút là trừ 1 điểm, hiểu không? Mà không, mà con nộp sát giờ luôn. Con nộp đúng giờ thì được trọn điểm, sao đâu? Thầy nói là từ trước 10 giờ 55 mà, đúng không? Còn bắt đầu tính từ 10 giờ 56 mới trừ điểm chứ. À dạ. Hiểu chưa? Ví dụ như bạn Triết nè, bạn Văn nè, bạn Triều nè, bạn là được 10 điểm nè, thấy không? Bạn Khánh Đan là Khánh Đan là 10 giờ 56 à,
Khánh Đan là nhắn Khánh Đan là 10:56 mà Khánh Đan. Nên mà nhưng mà Khánh Đan cái hình con người lúc 10:55 thầy, còn cái tin nhắn là 10:56 mà thầy. Sao của thầy nó hiện lên chỉ có 10:56, nó không có hiện lên cụ thể là 10:55. Nhưng mà 56 cũng chưa có trừ điểm, hiểu chưa? Qua 57 à, mới được trừ, mới bị trừ điểm, hiểu không? À dạ, cảm ơn. Lo làm bài này lấy điểm đi. Bấm thí nghiệm kép ra nghiệm duy nhất là cos x bằng -1. Tụi con đừng có mất công, tụi con biến đổi hàm đẳng thức giống như anh Thư, phí anh Thư. Bấm tính cái bật ra kết quả luôn đi. Anh Thư biến đổi chỉ cùng có điểm anh Thư. Biến đổi cho đúng chứ. Dạ. Cộng K2B. Rồi, chính xác. Rồi, chúng ta làm bài nữa rồi chúng ta nghỉ nha. Làm bài này lấy điểm nha. Giờ chúng ta nghỉ. Rồi, 6 xin bài này thầy cho tụi con nộp bài thoải mái thời gian. Miễn làm sao hết giờ thôi. Rồi, xin mời các bạn. Con đang tính lại thầy ơi. Không phải, con bị quên ghi con số 1. Minh Thư quên ghi số 1 rồi. Người ta cho Minh vế phải bằng số 1 và con xuống ghi số 0, nhưng Minh Thư con quên chuyển vế qua Minh Thư. Đúng không Minh Thư? Rồi, Thầy có hiểu không? bài này thầy giúp tụi con có thêm một kinh nghiệm, đó là gì? Thay vì chúng ta suy nghĩ như các bạn mới bắt đầu làm bài này, thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái kỹ năng rất là nhanh nhẹn ở bài này, ở chỗ là mối quan hệ của hai góc là gấp 4 lần. Mối quan hệ hai góc 4 lần. Như vậy một đứa nào bình phương thì dùng phương pháp hạ bậc, đứa nào gấp đôi thì dùng, đứa nào lớn hơn, đứa nào lớn hơn mà mũ 1 dùng phương pháp nhân đôi. Như vậy thầy nhân đôi của cos 2 12 là bằng 2 lần cos bình trừ 1, góc giảm xuống 2 lần là 6. Tương tự hạ bậc của sin bình 3x thì góc sẽ tăng lên là bằng đạo hàm xuống rút gọn, mình còn được là con số 3 của 1 trừ cos 2 gấp đôi lên là 6, và chuyển số trừ 1 qua Minh Thư bị thiếu là thấy không. Rồi rút gọn cuối cùng thì được là 2 cos bình 6x trừ 3 cos 6x, và chúng ta thấy 3 trừ 2 là trừ 1, được chưa nè. 3 trừ 2 là cộng 1, và thầy giải ra được một nghiệm, đó là bằng cos 6x bằng 1 thì x 6x bằng K2π và cos của 6x bằng 1 phần 2 bằng 1 phần 2. Bấm máy tính ra là ship code là pi chia 3. Như vậy thầy rút gọn ra được kết quả là 6x bằng K2π và 6x bằng cộng trừ pi chia 3 cộng K2π, và chúng ta chia hai vế cho 6, x sẽ bằng KB chia 3 và x sẽ bằng cộng trừ pi chia cho 18 cộng cho KB chia 3. Rồi, đó là đáp án của bài ngày hôm nay. Rồi, như vậy hôm nay thầy đã cho chúng ta tiếp xúc với tất cả các dạng về biến đổi phương trình bậc 2. Và thứ hai hoặc thứ tư tuần sau, mình sẽ làm bài tập nâng cao hơn một chút xíu nữa về các dạng toán này. Rồi thứ sáu mình dành thời gian để học toán hình. Rồi, các bạn chép bài vào.